Một vụ án nghiêm trọng vừa được công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu công bố đã khiến cho tất cả mọi người phải bàn hoàng kinh sợ khi một nữ sinh ở tỉnh này đã lạnh lùng sát hại chính cha ruột của mình rồi đốt nhà, ngụy tạo hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nữ sinh tức giận khi cha thường chửi mắng mình và mẹ. Chiều qua, ngày 21 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt tạm giam Tống Thị Tùng Linh, 24 tuổi, ngụ thành phố Bà Rịa, để điều tra làm rõ về hành vi giết cha ruột bằng chất độc cyanur. Linh đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với cha ruột của mình là ông Tống Hồng Điệp, 54 tuổi, Linh đã đến chợ Kim Biên, thành phố Hồ Chí Minh mua một ký chất độc cyanua. Ngày 18 tháng 1, Linh pha chất độc vào nước mà ông Điệp hay uống. Khi uống nước có chất độc cyanua thì ông Điệp nôn ói và sau đó tử vong. Linh xây một cái hồ để thi thể nạn nhân vào bên trong, rồi trộn xi măng đắp lên dấu xác. Khuya 19 tháng 1, Linh chạy qua nhà ông nội của mình, báo nhà cháy rồi cùng dập lửa. Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã phát hiện thi thể ông Điệp bị giấu. Linh khai báo bất nhất, nhiều mâu thuẫn, bị chuyện bị tấn công. Cuối cùng, Linh cũng phải thừa nhận hành vi sát hại cha ruột.